Á hậu Trịnh Thùy Linh xinh đẹp, trong theo tuổi 21, bước vào tuổi 21, Á hậu Trịnh Thùy Linh khiến bao người xao xuyến bởi lối make up nhẹ nhàng, trong sáng và không kém phần gợi cảm. Á hậu một Hoa hậu Việt Nam 2022, Trịnh Thùy Linh vừa tung bộ ảnh mới mừng sinh nhật tuổi 21, ngày 10 tháng 9, với nhan sắc ngọt ngào, đậm chất tiểu thư khiến fan hâm mộ ngẩn ngơ. Nhân dịp đặc biệt này, nàng hậu cùng ekip đã thực hiện bộ ảnh với sự biến hóa đa dạng ở hai layout khác nhau. Với phong cách nhẹ nhàng, tông màu tươi sáng đầy nữ tính, bộ ảnh tôn vẻ đẹp trong trẻo của Trịnh Thùy Linh trong mỗi khung hình. Sau đăng quang, Thùy Linh trông quyến rũ và trưởng thành hơn hẳn. Linh diện thiết kế váy đen sang chảnh, xẻ tà cá tính kết hợp cùng phụ kiện hoa, toát lên nét quyến rũ và làm nổi bật làn da trắng. Với điểm nhấn ở đôi mắt to tròn, Trịnh Thùy Linh lựa chọn lối make up cho hình ảnh nhẹ nhàng, long lanh nhưng không kém phần sang trọng. Người đẹp xây dựng hình ảnh nữ tính, quyến rũ, có hình thể cân đối với chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng 87, 58, 95 cm. Điểm mạnh của Thùy Linh chính là đôi chân dài, thon gọn, bóc dáng chuẩn giúp cô tự tin diện trang phục ôm dáng, hai dây hoặc trễ tay. Ngoài sở thích diện đầm hoa, người đẹp 22 tuổi đam mê váy áo trễ tay, các thiết kế đính thêm corset, họa tiết bèo nhún xuất hiện trong ảnh đời thường của người đẹp. Bên cạnh ngoại hình ưa nhìn, Thùy Linh có khả năng múa, vẽ, kỹ năng catwalk của cô ổn định, thần thái tự tin. Dù xuất hiện tại các sự kiện hay đời thường, Á hậu vẫn vô cùng cuốn hút bởi nhan sắc điểm 10. Bước sang tuổi 21 với nhan sắc ngày càng thăng hạng, Á hậu Trịnh Thùy Linh được đông đảo fan hâm mộ kỳ vọng sẽ phát triển hơn trong tương lai qua các hoạt động nghệ thuật. Cùng ngắm nhan sắc ngọt ngào trong trèo tuổi 21 của Á hậu Trịnh Thùy Linh. Tập pop quyến rũ của Á hậu Ngọc Hằng. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Á hậu Ngọc Hằng còn sở hữu thành tích học tập tốt và có năng khiếu về ca hát, võ thuật. Á hậu Ngọc Hằng là đại diện Việt Nam dự Guinness Intercontinental 2023, Hoa hậu Nguyên Lục Địa. Ngọc Hằng chia sẻ, cô vui và xúc động khi được trao cơ hội thi quốc tế. Vẻ đẹp vẫn đang trong quá trình rèn luyện, trau dồi các kỹ năng để hai tháng tới tham gia Hoa hậu Nguyên Lục Địa 2023. Á hậu nghe Nguyễn Ngọc Hằng chia sẻ, thật sự tự hào khi tôi có thể đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Nguyên Lục Địa 2023. Thành công của đương kim Hoa hậu nơi Nguyễn Ngọc Hằng vừa là cơ hội vừa là thách thức cho tôi trong hành trình sắp tới. Nhưng tôi chắc chắn giúp sức mình. Ngọc Hằng sinh năm 2003, từng giành ngôi vị Á hậu hai Hoa hậu Việt Nam 2022, là sinh viên trường đại học Western Sydney, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Trên chặng đường phía trước, sự yêu thương và ủng hộ từ tất cả mọi người sẽ là động lực, là sức mạnh to lớn để tôi có thể vươn xa hơn, chạm đích đến cuối cùng. Á hậu Ngọc Hằng cho hay, tiếng cạnh tiếng Anh Nulat, Á hậu Ngọc Hằng còn có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn và tiếng Nhật. Cô từng tiết lộ, ăn chay trường từ năm 2020 để bảo vệ sức khỏe và môi trường. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Á hậu còn sở hữu thành tích học tập tốt và có năng khiếu về ca hát, võ thuật. Cùng ngắm nhan sắc của Á hậu Ngọc Hằng.